Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Báo Ren. Và ngày hôm nay thì mình cùng với Trung nhỏ là sẽ cho các bạn biết một sinh vật. Và đây là mình làm theo lời đề nghị của các bạn fan, và mình cũng có lên tìm hiểu cái sinh vật này. Thì các bạn cũng có thể tìm thấy, các bạn cũng có thể nhìn ở trên tiêu đề là các bạn có thể biết cái con sinh vật này là con sinh vật gì rồi, đúng không? Người ta hay gọi con này là Country Road, Country Road gì đó, là Richard, tức có nghĩa Richard, tức có nghĩa là từ sinh vật các bạn. Đó, thì còn cái The Country Road giống như kiểu như là quái vật vỉa hè vậy các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình vẫn chưa có tìm ra được cái thông tin là cái con này cái nguồn gốc của nó ở đâu và cái lý do tại sao mà nó lại tồn tại cho đến thời điểm hiện tại. Thì Chung nhỏ đã giúp mình tìm ra được cái nguyên nhân mà có thể ngày hôm nay anh em của tụi mình đi gặp được, Đúng đúng không? Hồi rồi. sáng em kêu là ai gửi bức thư cho em, có phải anh em ở trên deep web rồi đúng không? Đúng rồi, anh Nam chính web gửi một lá thư cho anh Nam mình. Mà mình lần theo dấu vết của lá thư đó. Các bạn nè, cái lá thư này á, nó thật sự là nó không phải là một cái lời viết gì cả, mà nó là một cái bản đồ để mà họ dẫn anh em mình đi đến ngày hôm nay, và có video ngày hôm nay cho các bạn xem. Thì trước tiên á, là mình muốn cho các bạn biết là cái sinh vật đó là nó sẽ như thế nào. Thì đây, mình đã đứng trước cái máy tính của mình cho các bạn xem đây. Nếu mà mình nghĩ là một số bạn á, là đã tìm hiểu kỹ về cái con này, từ từ các bạn đợi mình xíu nha. Các bạn đợi mình xíu đây. Đấy. Thì một số bạn cũng đã tìm hiểu kỹ và đã đưa ra cho mình cái quyết định khi mà mình chơi đến cái con này. Thì đây chính là cái con Country Road. Đây, Richard, các bạn có thể nhìn cái tên nó ở phía dưới đây, hoặc là mình có ghi tên ở trên tiêu đề. Đó. Và cho nên là các bạn rất là cực kỳ hạn chế vào buổi tối. Mình nghĩ là con này nó chuyên gia nó xuất hiện ở ngay những cái đường mà nó kiểu nó đường trường đó các bạn, ở gần cái phía khu Nông rừng. thôn, kiểu nông thôn. Đây, nó xuất hiện rất là nhiều. Và hiện tại là mình chưa có tìm hiểu kỹ về con này, nhưng mà có một điều đó chính là anh em ở trên deep web nói với mình là không không nên gặp trực tiếp con này. Và video ngày hôm nay cũng vậy các bạn. Video ngày hôm nay thì mình sẽ không gặp trực tiếp con này. Tại vì anh em cũng có nhắn với mình luôn, đó chính là nếu mà cái việc mà các bạn mà gặp trực tiếp á, là khả năng cao á, là nó sẽ bắt các bạn đi luôn. Cho nên là mình luôn luôn là mình kiêng kỵ mấy cái chuyện mà họ sẽ gặp trực tiếp mấy con này nha. Nhưng mà có một cách mình vẫn có thể săn được bóng của nó. Cái này là săn bóng nha các bạn, mình sẽ săn được bóng của nó. Đó, thì nếu mà bạn nào mà có hay coi về những cái video mà người ta đi 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 săn bóng á, thì họ nó sẽ liên quan đến những cái nghi thức mà giống như kiểu như là các bạn có thể bắt được vong á. Đó, đâm ra là họ mình cũng sẽ áp dụng vô cái nghi thức đó để mà mình có thể săn được bóng của nó. Và nhưng mà có một điều đó chính là họ cái lá thư này của anh em của tụi mình á, là họ chỉ ngay vị trí mà có thể săn được bóng của nó. Đâm ra là đêm nay 3 giờ sáng anh em của tụi mình sẽ đi săn nó luôn đây. Hiện tại bây giờ các bạn có thể thấy là đang là 12 giờ 20 sáng nè, các bạn thấy không? Đó, đang là 12 giờ 20 sáng. Thì chút nữa là 3 giờ sáng là anh em của tụi mình Đúng rồi. sẽ đi săn bóng của nó luôn. Khám Ok, tấm bản đồ. đúng rồi, các bạn sẽ đợi chút nữa nha. Ui các bạn ơi, mình không ngờ cái khu vực này nó lại là cái khu vực mà có rất là nhiều cây cối luôn. Em bật đèn đó đi. Ui, ok, đây 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 đây. À các bạn, mình sẽ cho các bạn xem hiện tại bây giờ là 2 giờ 51 buổi sáng, và chỉ còn 9 phút nữa thì mình mới có thể đặt cam được. Và mình sẽ cho các bạn xem vòng vòng khu vực này nó sẽ có cái gì trước đây nha. Và mình ôi. Nhưng mà có đúng là địa điểm đây không? Đúng rồi, anh bảo. Đúng địa điểm đây rồi đúng không? Là mình nhớ là hình như là ở trong tờ giấy á, nó có ghi là cái khu vực mà họ nó có nhiều cây cối đúng không? Mình thấy là chỗ này cũng vậy nè các bạn. Nhưng mà mình muốn chỉnh chút, từ từ chút nhỏ, chút hồi 9 phút. Ê, Cộng cảm. ở đây có cộng kiểm gì ta? Thôi mình thôi bảo. Anh sợ nhiều khi nó là cái dây điện gì. Ok các bạn, rồi mình sẽ đi kiểm chứng ở vòng vòng cái khu vực này xem coi là có cái gì không nha. Ê, cái gì cơ, cái gì cơ, tới qua coi. Tại vì còn 9 phút nữa mình mới quay cam mà các bạn. Đây, mình vừa phát hiện một cái gì đây các bạn ơi. Gì đây mẹ? Ê, xương. Xương. Vãi cái nồi xương gì dài thon vậy?
Ui xương các bạn ơi. Xương này là xương chân hay là xương xương chân hay là xương gì của một cái con gì đó các bạn ơi. Em tưởng cái cây đấy chứ. Em dỡ cái này lên đi mà. À đây là cái nắp hộp các bạn ơi. Ok, mình đi tham quan cái khu vực này thêm một chút nữa các bạn. Và mình nói với các bạn luôn, đó chính là hả, chút nữa anh em của tụi mình, khi mà anh em của tụi mình săn cái con Cheever đó các bạn, thì hả, mình nghĩ là cái con Cheever này nó rất là lớn. Cho nên để săn được cái nó, mình nói luôn là mình không thể thấy được nó nha các bạn. Ở đây là tại vì cái nghi thức này nó chỉ dành cho săn bóng thôi, săn bóng của một cái con ma quỷ nào đó thôi. Cho nên là hả, các bạn đừng có tưởng nhầm là mình có thể quay được nó nha. Tại vì cái bóng của mình là nó, tại vì cái nghi thức này nó khá là yếu á, cho nên là bản thân mình là mình cũng không muốn là triệu hồi kiểu như là hẳn hoi ra cái con đó. Tại vì nếu mà gọi con đó ra rất là nguy hiểm. Với lại trong nghi thức người ta cấm rồi, người ta kêu là hả, chưa có đúng cái thời gian để mà có thể gọi. Cái gì ơi? Ui được cái gì rồi các bạn ơi? Ui. Cái gì vậy? Ở đây nó có một cái vợt là hay là cái gì rồi các bạn ơi? Sẽ không có để cho nó tốn thời gian nhiều á, anh em của tụi mình sẽ coi sơ ở chỗ này một cái. Đây đây, em cầm cái điện thoại đi. Rồi, mình sẽ hở đi vòng vòng khám phá cái xung quanh đây nó có cái gì trước, xong rồi mình sẽ đặt camera săn bóng nó liền luôn ngay bây giờ nha các bạn ơi. Nè, như nè. Ui các bạn để ý kỹ nha má, mình chỉ sợ là cái khu vực này là cái khu vực mà nó đấy nè. Nè đây lại là vỏ ốc sên nữa các bạn. Đây quá trời. Mình để ý ở đây sao giống như nó đặt cái tổ nè, như là giống đặt cái tổ không? Nè, sao tự nhiên ở chỗ này nó lại có những cái rơm khô rồi các bạn, mà nguyên một cái vùng rơm khô này luôn. Nhiều khi đây là cái tổ của một cái con gì đó hay là mình không biết nè. Nè đây nha các bạn, nó ăn ốc sên. Thứ nhất là ốc sên nè các bạn ơi, ốc sên quá trời nè. Thứ hai nè, có nguyên một cái dừa ở đây nè. Đó. Mình không, tại vì cái khu vực mà có ốc sên với lại có dừa thì rất là nguy hiểm. Rồi nói chung là xung quanh đây thì mình không có tiện mà mình quay hết đâu, chủ yếu ngày hôm nay. Nếu mà các bạn muốn mình quan sát hết là cái vùng này á, thì rất là mất thời gian. Cho nên là bây giờ mình sẽ đặt camera luôn nha anh em. Thôi đặt camera đi. Rồi. Ui các bạn để ý nè, ở đây có một cái tường nhà rất là lớn. Đây. Đây, mình sẽ hở ấy cho các bạn xem nè. Đây các bạn. Đây. Đấy. Ui, ở đây có một cái tường nhà rất là lớn nè. Và các bạn biết không, là tại vì ở trong cái tờ giấy nó có nói với mình á, là phải đặt cam ở vị trí cái tường nhà lớn để mà có thể lấy được cái bóng của nó. Tại vì con này rất là lớn. Đâm ra là bây giờ anh em của tụi mình sẽ lấy cái tường này. Ok, anh em của tụi mình sẽ lấy ở ba góc nhìn, xem coi là góc nhìn nào có thể quay được nó thì mình sẽ lấy nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi đặt cam luôn. Ok, anh em của tụi mình đã quay xong ba căn nhà rồi. Bây giờ mình mới để ý là ba căn nhà này nó nằm ngay vị trí đợt trước anh em của tụi mình thấy xiên hết rồi anh em. Nè, đó cái căn nhà cuối cùng mà anh em mình quay đây là một cái giường như là cái giống như trường học vậy đó anh em ơi. Đó. Nó bị bỏ hoang đó. Hình như nó bị bỏ hoang hay gì đó anh em ơi nè. Ok. Và hai cái căn nhà kia thì đây mình đi ra đây mình cho các bạn coi sơ qua nha. Đây các bạn. Đây các bạn, đây mình cho các bạn xem hai cái vùng mà, hai cái căn nhà hồi nãy đây. Đây là cái căn nhà mà hồi nãy anh em mình quay nè. Nhưng mà nó tối quá không biết là các bạn thấy không, nhưng mà hả mình sẽ cố gắng mình bật sáng lên để cho các bạn thấy được cái căn nhà đó. Ok. Đó, và một phía nữa căn nhà bên đây. Rồi ok. Bây giờ anh em của tụi mình sẽ về xem thử là đoạn video vừa rồi anh em của tụi mình sẽ quay được cái gì nha anh em ơi. Anh em của tụi mình nữa các bạn. Nói chung là hồi nãy 12 giờ rưỡi là hả, lúc đó mình mệt, mình buồn ngủ lắm á. Nhưng mà hả mình phải cố thức tới 3 giờ, tại nếu mà mình ngủ á là sợ qua cơn luôn các bạn ơi. Nên cố thức từ đây tới 3 giờ đến nay mình đi theo cái tấm bản đồ đó luôn. Thì nói chung là mình đã quay rồi và còn một cái chuyện cuối cùng đó chính là anh em của tụi mình phải check lại xem cái đoạn video đó. Hồi nãy khi mà anh em mình quay á là anh em của tụi mình là đứng ngay cam luôn. Và trên thực tế là hả bất thường của mình không thấy gì cả. Và cái lúc mà mình quay các bạn, có nghĩa là cái cam của mình nó có một cái lý do, đó chính là hả khi mà nó quay được 5 giây á là tự nhiên cái cam nó đen đi, đâm ra là anh em của mình không biết được là sau 5 giây đó có quay dính hay không. Nhưng mà không sao, bây giờ anh em của tụi mình là họ sẽ check ở, anh em của mình đã tải về trên máy tính rồi, đâm ra là họ sẽ check thử xem coi là cái đoạn video đó sẽ như thế nào nha. Nhưng mà mình nói thiệt với các bạn nha, mình đang hơi run luôn á, tại vì
Tại vì họ mấy anh em nói với mình là họ cái đoạn video này sẽ quay 100% là dính. Tại vì mình đi theo đúng cái địa điểm mà các anh em chỉ á. Chung chuẩn bị tinh thần chưa? Thôi chuẩn bị chạy. Sợ. Chung chuẩn bị tinh thần. Ok, đây đây lên đây, lên đây, đứng kế anh luôn, đứng kế anh luôn. Ok các bạn, ra đợt trước. Có điều đó chính là khi mà Chung á coi gì ta coi coi con gì? Con Cartoon Cat với lại con SCB 096 á các bạn. Đó là hở kiểu như là đêm, kiểu như là hở đêm đó mình muốn quay thêm cái ông mà đầu ngược á. Chung nhỏ hở không dám. Chung nhỏ không dám tại vì các bạn biết sao không? Tại vì hở có một cái sinh vật đó chính là hở cái ông gì ổng đầu ngược á. Cái con đó nó rất là ghê và thật. Và mình chưa nghiên cứu ra được lý do để mà có thể mà gặp được nó. Đâm ra là hả, mình chưa có quay được video cho các bạn. Nhưng mà mình đang cố gắng, mình đang tìm hiểu và nghiên cứu thêm để mà mình có thể quay. Đây, mình cho các bạn xem trước luôn là hả, cái ông đó, ông sẽ như thế nào nha. Mình không nhớ ông lầm là ông giống kiểu gì cho người đầu ngược hả các bạn. Như cùng nhờ người đầu ngược. Nhìn nó rất là ghê luôn các bạn. Ông biết là hả, đây. Các bạn, ui mẹ ơi ghê vãi, lìn luôn đó các bạn nè. Đó, nói chung là người đàn ông đầu ngược thì mình rất là ghê và mình cũng cũng có xem qua thử là kiểu như là như thế nào. Nhưng mà hả, mình vẫn chưa có biết cái lý do để mà có thể hả gặp được cái ông này. Đây, các bạn nhìn nè, cái đầu ngược ghê quá. 360 độ. Ok, mình ghê quá các bạn ơi. Mình nhìn là mình muốn ám ảnh. Thì bây giờ hả, cái quan trọng đó chính là mình sẽ cho các bạn xem lại video. Cho các bạn xem lại video, ok chưa? Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mình là mình cũng đang ấy. Ok, cái video đầu tiên. Đây, đây chính là cái khu vực mà anh em của tụi mình quay. Và phải nhớ một điều đó chính là anh em của tụi mình á, là phải, tại vì mình săn bóng nó, đâm ra là họ những cái sinh vật mà nó quá cỡ. Đúng là rồi. Các bạn bắt buộc các bạn phải tìm những cái tòa nhà thật là to và ở gần cái khu vực mà có thể họ thấy được nó nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ vô coi luôn. Và từ từ em, cứ coi từ từ. Ui thật mẹ ơi, cái what the noise vậy? Tiếng thở hả? Ui mẹ, mới vô mình nghe một cái tiếng gì luôn các bạn ạ. Từ từ. Ui gà. Ui. Cái tiếng thở hay tiếng gầm vậy? Ui, cái tiếng gì anh em ơi? Mơ. Tiếng thở hay tiếng gầm vậy? Mới vô là mình thấy cái video đó không ổn tí nào đó. Mới vô mình thấy video đó không ổn tí nào. Ok, mình chắc chắn là sẽ quay được nó. Tại vì mình đã nghe một cái tiếng gì đó. Các bạn thở nghe cái tiếng đó, nó ghê các bạn. Nó giống như con gì á. Từ từ đó mình, mình cho các bạn nghe lại nha. Đấy. Nó phải tiếng thở. What? Mẹ. Tiếng thở. Tiếng thở. Ừ. Tiếng thở các bạn ạ. Tiếng thở. Đây nghe lại lần nữa nha. Ôi từ từ. Các bạn có để ý là đây nè, các bạn nhìn nè. Các bạn có nhìn cái đèn nhà bên đây không? Ừ. Cái này mình không hiểu, mình không biết là một sự trùng hợp hay là một cái ngẫu nhiên mà tự nhiên cái nhà bên đây nó mở đèn nha anh em nè. Mình đang tôi đi tôi lại cái khúc này nè. Đó, các bạn có thể thấy cái nhà này nó mở đèn nha. Vãi cái nồi, nhưng mà lúc này là đang là 3 giờ sáng rồi anh em ơi. Mình không biết là họ cái nhà này là người ta có bị ảnh hưởng gì hay không hay ấy. Ok, mình để mình coi hết đoạn video luôn nha. Mình nghe hai tiếng thở. Mình mong là xanh được cái bóng của nó ngay lúc này anh em. Ui mẹ, what the fuck, mà tiếng hét, what the fuck anh em ơi, cái mà tiếng hét này không phải của con người nha anh em ơi. Cái tiếng hét này rất là ghê. Nó vang rất vang luôn các bạn ơi. Má phải nồi luôn em. Từ từ. Cho mình nghe, cho nghe lại tiếng hét này rất là ghê. Từ. Ui, nó như ngoài hành tinh vậy đó. Kiểu gì là mình hơi quê quẻo rồi các bạn. Tiếp không? Chuyện gì thì mình thấy ghê lắm rồi đó. Từ. Để mình giữ lại bình tĩnh đó. Có khi nào nó theo mình mà. Không, cái này nó không theo. Cái này mình chỉ thấy bóng được của nó thôi, chứ mình không có gọi nó lên. Nói rồi da gà. Ok. Cho gọi. Từ từ, các bạn có nghe cái tiếng gì nó sột soạt đúng không? Đúng rồi.
Hồi để coi hết video này. What the fuck? Ui. Oh my, holy shit. What the holy mẹ nó xuất hiện kìa. Rồi. Ôm, các bạn ơi, nhìn nè, nhìn nữa các bạn ơi. Thật sự luôn, bé, kinh vãi nồi. Nè, ngay khúc giữa đây luôn nè. Từ rồi để. Ui, mẹ. Ui, cái tiếng hét của nó. Hình như nó xuất hiện đây nè. Nó xuất hiện trên cái... Ui, cái mặt của nó kìa. Không phải cái mặt của nó đâu các bạn ạ. Từ, cái khúc này là nó gòm người xuống anh em ơi, nè. Đây. Từ. Nó gòm lộ luôn cái mặt này. Không, nó không gòm. Ui, đó, các bạn thấy không? Nè, nó gòm cái... Ui, mẹ, có cái mặt thế kia nè em ơi. Từ. Mình thấy cái mặt nó luôn anh em ơi. Ủa, man. Khi mà nó vô ánh sáng rồi thấy được cái mặt nó các bạn. Ủa? Nhưng mà ngoài ánh sáng nó là các bạn không thấy được cái mặt nó. Đây. Đây, vãi nồi mà anh không thấy được cái chi tiết đó luôn mà chúng nhỏ thấy kìa. Đó, nè. Đây nè các bạn ơi, đây nè. Nó rất là khó thấy luôn, ở trên cam khó thấy quá chung ơi. Ở mắt thường mình mới thấy thôi. Nó lộn với cái mặt luôn các bạn ơi. Đó, mẹ, mặt thằng người. Wow, má kêu vãi nồi. Ok các bạn. Cái đoạn video này là mình sẽ để lại trong video, xong rồi sau đó là mình sẽ phóng to ra cho các bạn xem cái mặt này. Nhưng mà cái khúc này đây mình để ý các bạn ơi. Má, cái con này nó xuất hiện thiệt không nội ơi. To vãi đái luôn. Từ. Mà cái trên này đó, cái trên này đâu có cái mặt. Đây các bạn, đây là đó. Đây từ mình tua lại nha, Đây. Có nghĩa là cái khúc này là nó xuất hiện nè. Đó. Má nó to từ các bạn để ý nè. Cái căn nhà này là cao cỡ 10 mét nha. Cao cỡ 10 mét mà nó cao cỡ tầm chắc phải 8 mét đó anh em. Cái cột điện đây nó đã 7 mét rồi nè. Được rồi. Mén ghê vãi nồi luôn em ơi. Từ. Đây mình sẽ tua chậm cho các bạn xem nha. Đó, má nó thu người lại. Nó thu người lại anh em. Ủa cái khuôn mặt của nó vào ánh sáng kìa. Khuôn ở trong ánh sáng này các bạn mới có thấy được cái mặt của nó. Từ cái khúc này. À cái khúc này là nó chớp và nó biến mất luôn em ạ. Vãi nồi từ để coi lại cái đoạn video này hoàn chỉnh một lần nha. Mấy ghê vậy đó. Mà đầu nghe tiếng thở thì quẹo quẹo rồi đó. Cái đèn ở đây nè. Đèn tắt luôn hả? Ừ cái đèn ở đây tắt nè. Ghê à? Đâu? Đây các bạn để ý đây, lúc đầu cái đèn này mở nè. Đúng lúc 3 giờ sáng nè. Đó, chút cái đèn ở đây nè. Các bạn để ý cái đèn ở đây nè. Đó thấy chưa? Ồ cái đèn này mở luôn kìa. Đó, ui. Nhìn, nó chung nhỏ tên mắt vãi. Nãy giờ mình không để ý đâu, mình để ý cái con này thôi má. Mình nghe tiếng đó, mình rờ đứt da gà hả bạn? Má, ớn lạnh luôn. Ok. What the... Má nổi da gà luôn em. Ok. Video thứ nhất thôi. Từ, video thứ nhất thôi nha anh em, video thứ nhất thôi nha. Ê, đấy có cái luồng sáng gì đi ra qua nữa. Hả? Anh coi cái khúc này, đó. Nè, đây có nguồn sáng gì đi qua nè anh em. Có cái luồng sáng kìa. Nè, giống như tâm đỏ vậy anh em ơi. Đó. Nhưng mà cái nhà nó dài tới đây luôn rồi á. Ừ. Nè. Wow, mới video đầu tiên quéo rồi anh em ơi. Nãy giờ coi đoạn video thứ hai má quỷ chết luôn á. Hơn đó các bạn, mọi khi là mình rất là sợ luôn đó, nhưng mà hả? Ngày hôm nay mình có chung nhỏ ở đây mình đỡ sợ. Ok. Hai mình coi tiếp. Coi luôn đi. Coi luôn nha. Ok các bạn, để mình lấy bình tĩnh mình coi video thứ hai luôn. Mình thấy feel lắm rồi các bạn ơi. Ok, đoạn video thứ hai. Mà sợ. Ok, đoạn video. Ui mẹ. Má y chang này luôn các bạn. Mình không hiểu tại sao mà họ cái con này cái tiếng thở nó rất là kinh dị luôn các bạn. Ok, cái đoạn video thứ hai này thì mình quay ở căn nhà này. Và căn nhà này rất là tối, không biết là mình có thể quay được nó không. Các bạn có thấy để ý là mình để đèn ở chỗ này là mình để mà mình lấy ánh sáng để mình có thể lấy được bóng nó các bạn. Xanh bóng bên này mệt lắm các bạn ơi. Má. Con này các bạn ơi. Khó thở thiệt chứ. Ui da các bạn ơi. Nó to hơn mình nghĩ luôn các bạn. Cái căn nhà này nhỏ hơn căn nhà nãy. Nhưng mà hả?
Một cái dịch cảm ơn luôn. Vãi cái xịt. Dịch cảm ơn luôn các bạn. Thiệt sự luôn, dịch cảm ơn luôn. Mới cái chân của nó. Nó được mỗi cái tay à? Cái chân. Cái chân hay cái tay gì vậy bà ơi? Mẹ. To kinh khủng luôn bạn. Nè các bạn nhìn thấy đi. Từ 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 từ. Đây đây, các bạn thấy cái bóng của nó chưa? Các bạn thấy cái bóng của nó rồi đúng không? Các bạn đợi mình xíu, đợi mình xíu. Man. Sao ghê vậy ta? Từ 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 thôi. Má tiếng ghê quá. Ui. Tiếng nó như má cái tiếng ghê kinh khủng luôn bạn. Ủa này rõ ràng nãy mình quay đâu có tiếng đó đâu. Đúng rồi. Mà nãy này mình quay là không có cái tiếng đó. Mà lúc đó camera của mình nó bị cái chập trờn gì á. Ừ. Mẹ. Ghê quá bạn ơi. Mình nói thiệt các bạn luôn là mình mới thấy cái tay của nó thôi. Đúng rồi. Ghê. Cái tay nó bự kinh khủng. Mẹ. Ok. Cái tiếng của nó hả làm cho mình hả hơi hơi bị ám ảnh á. Nhưng mà hả mình cố gắng mình coi. Ui. Ui mẹ ơi. Ui. Oh, ok cái này không phải, nó không phải một chân đâu anh em, mấy chân đó bạn. Từ má mình coi, phải coi kỹ khúc này nè. Đúng rồi, má khúc này nhức tai lắm luôn đó. Ô ra nó bước tới. Rồi đây một chân nè, đây một hai chân nè, ba chân, bốn chân. Đây bốn chân các bạn ơi. Nè mình có thể thấy rõ nó là một chân nè, hai chân nè, ba chân nè, bốn chân nào, ba chân nè, bốn chân nè. Ui mẹ ơi. Nó hiện má từ trên đây tối không thấy được cái người của nó các bạn. Nếu mà trên đây là nó không tối là mình thấy được cái người của nó, là mình chỉ bắt được đúng bốn cái chân của nó thôi. Và con này rất là to luôn các bạn, nó to chắc mình phải nghĩ phải cỡ 8 mét á. To má, trên đây tối quá má, cay ghê. Trên đây tối mình không bắt được cái mặt của nó, mình cái tiếng của nó. Mấy chừng cái tiếng kinh khủng thì đúng rồi. Đêm này hả mình có. Đêm này mình đi cả hai người luôn á. Yeah, ok. Mình còn một video nữa, Rồi. À, thì cái video này mình không nghe lại đâu bạn ơi, nhức đầu á. Thiệt sự luôn á. Cực kỳ nhức đầu luôn. Ok, video thứ 3 mình cố gắng mình coi hết luôn. Mẹ, tối vậy? Hả? Tối hôm luôn. Đúng rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Ui video này không thấy được cái nhà này luôn các bạn. Tại vì cái nhà này là nguyên một cái trường học rất là bự luôn á. Nói chung là cái nhà nó chiếm hết. Đúng rồi, đây nè, cái nhà này chiếm hết luôn. Khúc này nó rất là bự. Mà nó sao giờ tối hòm à. Cái trường học này là cái trường học hoang đó các bạn ơi. Ok. Tối vậy thì mình nghĩ mình không bắt được bóng nó đâu. Ok, mình cứ để coi nha. Cái video này 30 giây anh em. Mình cứ để coi xem mà thử bắt được cái bóng nó không. Đúng rồi. Man. Holy. Mẹ giật cái đầu. Má Trung thấy gì không Trung? Má em thấy cái đầu anh bảo. Hả? Cái đầu. Hình như cái mặt của nó hay sao. Má ghê quá. Má giật cả mình luôn. Mặt nó tái mồi luôn mẹ. Mặt nó máu. Mặt nó có máu anh bảo. Tắt đi. Từ từ nghe quay rồi tự nhiên tắt. Má sao được, sao mình ghi được cái đó ta? Từ các bạn ơi, cái này mình quay được rồi, mình quay được mình cho các bạn xem. Đây nè, hết hồn thật sự luôn các bạn. Từ má, mình lấy bình tĩnh, mình sẵn sàng luôn nè. Má, từ. Đó, từ. Má, các bạn thấy chưa? Má, mình thấy rồi đấy. Má. Ok. Má bắt đầu thấy gớm luôn. Bắt đầu thấy gớm nhưng mà hả? Khi mà mình ấy mấy cái. Má, khó bắt được cái khúc này ghê. Đây, mình cố gắng mình bắt cho các bạn xem. Đấy. Đó. Ui, mẹ ơi, cái mặt nó thiệt Trung ơi. Mặt máu không à. Ui mẹ ơi, các bạn có thể thấy nè, hai con mắt nó đây nè. Hai con mắt nó đây. Cái mũi đây đúng không? Cái miệng đây nè. Má cái con country road thiệt luôn. Ôi. Vậy là cái đoạn video mà mình không bắt được bóng của nó là hở nó xuất hiện trước cam mình. Nó có tình làm cái đái luôn.
cái đó mơ chứ phải. Đây ừ đây nè. Chứ cái chỗ này em đây nè. Đi đó đó, các bạn thấy chưa, các bạn thấy chưa, các bạn thấy chưa, rõ ràng chưa, rõ ràng chưa, mẹ chứ kinh khủng luôn. Má ơi, đem này chung lên ngủ anh nha. Má đem chung ngủ anh vô, má anh quéo luôn các bạn. Mẹ kinh. Má, cho coi lại khúc đó các bạn. Trời. Holy fuck, từ từ. Từ từ, coi khúc cuối khúc sau rồi. Cái chỗ này cái nhà hoang các bạn. Nguyên cái dãy nhà hoang luôn. Khúc sau tiếng gió mà. Yeah man, this is game. Oh man, quá kinh khủng quá. Á, mình coi mà mình tổn thọ lắm bạn ơi. Ghê kinh khủng luôn. Cái lá thư trên web này. Ok. Mình nói các bạn nghe đó chính là họ. Thật ra mình không phải là mình nhận được một bức thư mà mình nhận hai bức thật. Ha, nhưng mà họ anh không biết là mình có lên, mình có lên làm tiếp không nữa. Mình nói thiệt với các bạn luôn. Cái kiểu này mình quay video cho các bạn hả? Chắc mình tìm sớm. Mình đứng tìm mình chết luôn các bạn ơi. Ok, và mình họ cũng đã kết công, nói chung là mình cũng cố gắng mình làm theo yêu cầu của bác các bạn, với lại mình họ thức khuya 3 giờ sáng để mình quay video. Mình mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình, nhớ like và đăng ký cho video của mình. Thôi. Đêm nay là mình không dám ngủ mình luôn. Đêm nay hai anh em mình ngủ chung mát kia thì kinh khủng thiệt luôn. Mình nói thiệt với bạn, mình vẫn nhớ cái âm thanh của nó. Ok, và cảm ơn bạn rất là nhiều. Và mình nói luôn với các bạn luôn là cái bức thư thứ hai á, là mình nghĩ là cũng là video sắp đến mình quay cho các bạn luôn. Đó chính là họ cái video thứ hai là mình săn được bóng của con Day, Day 17. Cái con Day 17 này là một con quái vật rất là khổng lồ. Và mình để ý là hai bức thư này đều là liên quan đến quái vật khổng lồ luôn. Thì mình không biết là có thể bắt săn bóng được những con nhỏ hay không. Thì họ trong thì mình sẽ cố gắng mình nghiên cứu. Ok, bye các bạn. Và hẹn gặp các bạn video sau. Chạy hết mồ luôn các bạn. Kinh quá.